Quý vị biết đấy, đã đến lượt quý vị được giải cứu, đã đến lượt quý vị được chữa lành. Đây là lúc mà tôi được cứu. Hãy xưng nhận điều này ra ngay bây giờ. Chúng con cùng nhau cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Có một ai đó đang bận rộn để giải cứu quý vị. Hallelujah. Hãy mở miệng quý vị ra. Hãy nói với Chúa rằng, hãy cất bỏ cái tôi của con và ban cho con chính Ngài nhiều hơn. Hãy cất bỏ cái tôi của con và ban cho con chính Ngài nhiều hơn. Đức Thánh Linh ơi, xin hãy cất bỏ cái tôi của con và ban cho con chính Ngài nhiều hơn. Hãy cất bỏ cái tôi khỏi con và ban cho con chính Ngài nhiều hơn. Đức Thánh Linh ơi, xin hãy cất bỏ cái tôi của con và ban cho con chính Ngài nhiều hơn. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Ngay bây giờ hãy mở miệng quý vị ra và bắt đầu giải phóng chính mình. Hãy giải phóng chính mình trong danh Đức Chúa Giêsu. Hãy giải phóng quý vị ra khỏi mỗi tà linh nó đang tra tấn nghề nghiệp của quý vị, mỗi một tà linh đang làm khốn khổ công việc kinh doanh của quý vị, mỗi một tà linh. Ouvre ta bouche, libère-toi de tout esprit qui perturbe ta carrière et ta profession. Espectadores, abre tus labios y empieza a liberarte. Libérate de todo espíritu que atormenta tu carrera, tu negocio, tu matrimonio en el nombre de Jesús. Ouvre ta bouche, libère-toi de tout esprit qui perturbe ton mariage et ta carrière. Trong danh quyền năng của Đức Chúa Giêsu Christ. Trong danh quyền năng của Đức Chúa Giêsu Christ. Hãy bắt đầu giải phóng chính mình. Hãy bắt đầu giải phóng chính mình. Hãy bắt đầu giải phóng chính mình. Ta truyền lệnh cho ngươi hỡi tà linh của sự cướp giết và hủy diệt. Ta truyền lệnh cho ngươi phải rời khỏi dân sự của ta ngay bây giờ. Hãy rời khỏi dân sự của ta. Hãy cầu nguyện đi nào. Ora, ordena a todo espíritu que esté reteniendo tu vida, que se vaya en el nombre de Jesús, ordénale fuera. Ordena a todo espíritu que mata, roba y destruye, fuera en el nombre de Jesús, deja mi pueblo. Ordena a todo espíritu que tue, que vole y que te robe, de quitar tu vida, laisse mon peuple. Trong danh quyền năng của Đức Chúa Giêsu Christ. En el poderoso nombre de Jesucristo. Tôi tách bỏ quý vị khỏi những tà linh đó. Hãy được phân cách ra khỏi trong danh Đức Chúa Giêsu. Hãy được phân cách khỏi trong danh Đức Chúa Giêsu. Phải có sự sáng. Phải có sự sáng ở trong sự tối tăm của quý vị. Phải có sự sáng ở trong những giây phút tối tăm của quý vị. Phải có sự sáng. Phải có sự sáng. Phải có sự sáng. Phải có sự sáng. Hãy cầu nguyện đi nào. Pídele a Dios que se haga la luz en tu momento de oscuridad. Ora. Priez que la lumière
dans les moments de détresse, dans les moments de ténèbres, priez qu'il y ait la lumière. Priez. Espectadores, continúen orando, abran su corazón y reciban. Oren que se haga la luz en mi momento de oscuridad, que se haga la luz en mi vida en el nombre de Jesús. Priez que la lumière soit dans les moments de ténèbres. Priez que la lumière soit. Trong danh quyền năng của Đức Chúa Giêsu Christ, sự tối tăm đó là sự thối lui, sự chán nản ngã lòng, sự giới hạn, bệnh tật, yếu đuối, sai lầm, những ác mộng. Phải có sự sáng. Trong sự tối tăm quý vị phải có sự sáng. Ở trong sự tối tăm của chúng ta phải có sự sáng. Phải có sự sáng. Ở trong sự tối tăm của chúng ta phải có sự sáng. Hãy cầu nguyện đi nào. Chúng ta hãy quan sát trên màn hình và những ai đang ói mửa thì họ đang ói ra những cái chất độc hại ở trong cơ thể của họ. That is the overflow section of the church. Conseiller, mettez-vous d'accord avec le prophète, priez que la lumière soit dans les moments de ténèbres. Espectadores, la oscuridad es enfermedad y es decepción. Ora en contra de toda oscuridad, que se haga la luz en el nombre de Jesús. Priez que la lumière de Dieu brille dans toutes les ténèbres de votre vie. Priez que la lumière soit. Can see a clot of blood. You know what that man is vomiting out? Is that the poisonous substance in their system out of what they have eaten from the table of the enemy? The Holy Spirit is flushing them out right now. I can see demons manifesting as well. Trong danh quyền năng của Đức Chúa Giêsu, quý vị hãy truyền lệnh cho sự sáng bước vào trong những sự thử thách của quý vị. Những sự thử thách của quý vị đó là những sự tối tăm. Dù là thử thách của quý vị đang có là gì, nó có thể là bệnh tật, có thể là tật nguyền, có thể là những sai trật, những ác mộng, những sự vô sinh. Bất cứ một cái thử thách nào mà quý vị đang có, hãy bắt đầu truyền lệnh cho sự sáng bước vào. Phải có sự sáng. Phải có sự sáng. Phải có sự sáng. Ở trong sự thối lui quý vị phải có sự sáng. Ở trong những thử thách quý vị phải có sự sáng. Ở trong những ác mộng quý vị phải có sự sáng chiếu vào. Ở trong những sự thối lui phải có sự sáng. Ở trong những sai lầm quý vị phải có sự sáng trở lại. Ở trong những sự thất vọng quý vị phải có sự sáng. Ngay cả trong những sự thất vọng phải có sự sáng. 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 Hãy cầu nguyện đi nào. Watch the screen and see that woman. Người phụ nữ này đang ói ra những cái chất độc ở trong nội tạng của cô ấy. Đó là những cái gì mà Satan nó đã gieo trồng trong đời sống cô ấy và khiến cho cô ấy bị đau đớn và bệnh tật. Cầu nguyện trong quyền năng của Đức Thánh Linh và chúng ta nhìn thấy có những điều đang xảy ra. Những gì mà không được gieo trồng ở trong đời sống của chúng ta thì sẽ bị nhổ ra khỏi thân thể của chúng ta. Giống như vậy. Et dites que la lumière soit dans le nom de Jésus.
Espectadores, continúan orando. Ora para que se haga la luz en medio de tu cefaleo. Que se haga la luz en tu problema, en tu situación. Estamos viendo a las personas vomitar sustancias venenosas por el poder de la oración masiva. Manténganse conectados en el nombre de Jesús. Les ténèbres, c'est la maladie, c'est l'échec, c'est la souffrance. Priez que la lumière soit et tout ce qui est ténébreux quitte votre vie. Trong danh quyền năng của Đức Chúa Giêsu Christ, en el poderoso nombre de Jesucristo. Dù là hoàn cảnh của quý vị như thế nào và nó tối tăm như thế nào chăng nữa, dù là hoàn cảnh của quý vị đang đối diện là sự tối tăm, phải có sự sáng ở trong danh Đức Chúa Giêsu. Phải có sự sáng ở trong danh Đức Chúa Giêsu. Hoàn cảnh của quý vị đó là sự tối tăm. Nó có thể xảy ra trong tài chính, trong các mối quan hệ, ở trong hôn nhân của quý vị, nó có thể là ở trong sức khỏe của quý vị. Dù là nó đang cư trú ở đâu trong sức khỏe của quý vị, nó là sự tối tăm. Phải có sự sáng trong danh Đức Chúa Giêsu. Trong danh Đức Chúa Giêsu, phải có sự sáng. Hãy truyền lệnh cho sự sáng. Hãy truyền lệnh cho sự sáng. Sự sáng sẽ xua tan đi bóng tối tăm. Hãy bắt đầu truyền lệnh cho sự sáng. Bước vào. Truyền lệnh cho sự sáng trong danh Đức Chúa Giêsu. Hãy truyền lệnh cho sự sáng. Truyền lệnh cho sự sáng. Hỡi quý khán giả khắp nơi trên thế giới, dù là hoàn cảnh của quý vị như thế nào, dù là thử thách nào, nó đều là sự tối tăm. Tôi truyền lệnh cho sự sáng. Phải có sự sáng ở trong danh Đức Chúa Giêsu. Ở trong sức khỏe của quý vị phải có sự sáng. Ở trong thận của quý vị phải có sự sáng. Ở trong gan của quý vị phải có sự sáng. Ở trong máu huyết của quý vị phải có sự sáng. Ở trong những cơ quan nội tạng của quý vị phải có sự sáng. Dù là nó đang ở đâu, phải có sự sáng. Phải có sự sáng. Phải có sự sáng. Những sự thối lui đó phải có sự sáng. Những sự thất vọng phải có sự sáng. Những cái sai lầm, sai trật phải có sự sáng. Những cái sự yếu đuối phải có sự sáng. Phải có sự sáng. Phải có sự sáng. Những ác mộng phải có sự sáng. Trong danh của Đức Chúa Giêsu. Tôi có thể nhìn thấy sự sáng của Đức Chúa Trời. Hãy xưng nhận sự sáng của Đức Chúa Trời. Hãy xưng nhận nó ra. Hãy bắt đầu xưng nhận ánh sáng của Đức Chúa Trời. Ở trong những cái u sơ tử cung, hãy xưng nhận ánh sáng của Chúa. Ở trong những hoàn cảnh quý vị, phải xưng nhận sự sáng của Chúa. Ở trong hoàn cảnh quý vị, phải xưng nhận sự sáng của Chúa. Ở trong ung thư quý vị, phải xưng nhận sự sáng của Chúa. Ở trong máu huyết của quý vị, hãy xưng nhận sự sáng của Chúa. Ở trong thận của quý vị, hãy xưng nhận sự sáng của Chúa. Espectadores, oren. Empieza a confesar la luz de Dios en todos tus órganos, en tu sangre, en tus riñones, en tu hígado. Que se haga la luz de Dios. Trong danh quyền năng của Đức Chúa Giêsu Christ. En el poderoso nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Ngay bây giờ hãy bắt đầu kiểm tra chính mình. Bởi vì tôi đang nhìn thấy quý vị được chữa lành. Tôi đang nhìn thấy quý vị được giải cứu.
Hãy kiểm tra chính mình và hãy làm chứng. Hãy kiểm tra chính mình. Hãy làm chứng những lời làm chứng của quý vị. Và hãy nói rằng là nan đề của tôi đã bị nổ tung rồi. Hallelujah. Hallelujah. Hãy dâng lời cảm tạ cho Chúa. Hãy dâng lời cảm tạ cho Đức Chúa Trời. Chúa là tốt lành mọi lúc mọi nơi. Hãy dâng lời cảm tạ cho Chúa. Hãy dâng lời cảm tạ cho Ngài. Hãy dâng lời cảm tạ cho Chúa vì Ngài đã giải cứu quý vị. Hãy dâng lời cảm tạ cho Đấng giải cứu. Còn đối với những ai tin rằng là mình không được chữa lành, tôi truyền lời cho quý vị phải được chữa lành. Tôi truyền lệnh cho quý vị phải được chữa lành trong danh Đức Chúa Giêsu. Dù là mức độ đức tin của quý vị như thế nào, hãy tiếp nhận đức tin của Đức Chúa Giêsu trong danh Đức Chúa Giêsu. Đây là đức tin để tin. Hãy được chữa lành trong danh Đức Chúa Giêsu. Dù là niềm tin của quý vị ở mức độ thế nào, thì đây là đức tin để quý vị có thể tin được. Hãy được chữa lành trong danh Đức Chúa Giêsu. Đây là đức tin để tin. Hãy được chữa lành trong danh Đức Chúa Giêsu. Hãy được chữa lành trong danh Đức Chúa Giêsu. Hãy được chữa lành trong danh Đức Chúa Giêsu. Hãy đến đây, nào. Anh ấy nói rằng là cái tính cách đàn ông của anh ấy đã được phục hồi. Tính cách đàn ông ấy đã được phục hồi và anh ấy sẽ không đi ra ngoài đường nữa. Hãy đem anh ấy lên đây. Xin vui lòng giúp đỡ cho người bên cạnh xung quanh quý vị. Hãy đem họ lên. Hãy đem họ lên đây. Hãy đem họ ra đây. Trong danh Đức Chúa Giêsu. Hãy di chuyển nào, Tôi truyền lệnh cho quý vị hãy được tự do trong danh Đức Chúa Giêsu. Hãy được tự do trong danh Đức Chúa Giêsu. Hãy được tự do trong danh Đức Chúa Giêsu. Người hỡi u sơ tử cung phải ra khỏi. Người u sơ tử cung phải ra khỏi. Tôi truyền lệnh cho ung thư đó. Tiểu đường, cao huyết áp, bất cứ điều gì ở trong thận, trong gan của quý vị, trong máu huyết của quý vị, nó phải ra khỏi. Ra khỏi. Hãy đến khu vực của ban hát dẫn. Ở đó có nhiều người lắm. Hãy đi đến đó và mang họ ra đây. Quý vị không thể rời khỏi đây mà cứ y như cũ nữa. Hãy xưng nhận cùng với tôi. Bệnh tật đó, yếu đuối đó, dù là nó đang ở đâu, ngay bây giờ phải truyền lệnh cho nó ra khỏi quý vị. Hãy truyền lệnh cho chúng nó ra khỏi. Hãy đem họ lên đây. Hãy nói không với bệnh tật. Hãy nói không với là những sự yếu đuối. Tôi nói không. Hãy nói đi, không. Hãy nói không. Dù là nó đang ở đâu, cũng hãy nói không. Dù là nó đang cư ngụ ở đâu, hãy nói không. Dù là nó đang ở đâu, hãy nói không. Nói không. 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 Hãy cầu nguyện đi nào.
localise la maladie dans ton corps, dis non à cette maladie. Dis non. Ora, allí donde esté la enfermedad, donde quiera que esté, dile no. Continúa orando. Hãy nói không. Dù là nó đang ở đâu, hãy nói không. Hãy nói không. Dù là nó đang ở đâu, hãy nói không. Hãy nói không. Trong danh Đức Chúa Giêsu, hãy nói không. Hãy cầu nguyện đi nào. Donde quiera que esté esa enfermedad, ora y di no en el nombre de Jesús. Di no. Hãy mang họ ra khỏi cái khu vực hành lang và cái chỗ mà ban hát đang đứng. Quý vị có thể nhìn thấy những cái chất dịch giống như là máu vậy. Đây là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời toàn năng đã tẩy sạch những cái chất độc này ra khỏi nội tạng của họ. Dù là quý vị đang gặp thử thách nào, quý vị sẽ được giải phóng trong danh Đức Chúa Giêsu. Phải được giải phóng trong danh Đức Chúa Giêsu. Vậy thì đây là những bằng chứng cho lời làm chứng của quý vị. Quý vị biết được rằng là quý vị đã được giải cứu trước khi quý vị rời khỏi đây. Hãy nói người bên cạnh rằng là tôi đã được giải cứu. Tôi muốn nghe nữa một lần nữa à. Tôi đã được giải cứu. Một lần nữa à. Tôi đã được giải cứu rồi. Tôi đã được giải cứu. Tôi đã được giải cứu. Ngay bây giờ hãy bắt đầu xưng nhận bao phủ chính mình bằng huyết của Đức Chúa Giêsu. Hãy bao phủ chính mình bằng huyết của Đức Chúa Giêsu. Hãy bao phủ chính mình bằng dòng huyết của Đức Chúa Giêsu. Trong dòng huyết của Ngài có sự giải cứu. Trong dòng huyết của Ngài có sự chữa lành. Trong dòng huyết của Ngài có sự cứu rỗi. Hãy bắt đầu bao phủ chính mình với dòng huyết của Đức Chúa Giêsu. Hãy bao phủ chính mình với dòng huyết của Đức Chúa Giêsu. Hãy bao phủ chính mình với dòng huyết của Đức Chúa Giêsu. Những cái gì mà không phải đến từ Chúa, hãy đuổi chúng ra, hãy tẩy sạch chúng trong danh Đức Chúa Giêsu. Huyết của 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 Đức Chúa Giêsu. Hãy bao phủ chính mình, hãy bao phủ chính mình, hãy bao phủ chính mình. Cúbrete con la sangre de Jesús y empieza a expulsar todo lo que no sea de Dios por el poder de la sangre de Jesús. Ora. Que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie soit purgé par le sang de Jésus. Couvre-toi par le sang de Jésus-Christ. Tôi bao phủ quý vị bằng dòng huyết của Đức Chúa Giêsu. Hãy được bao phủ bằng dòng huyết của Đức Chúa Giêsu. Trong danh quyền năng của Đức Chúa Giêsu Christ. Quý vị đang vẫn đang ở trong một môi trường của sự chữa lành và giải cứu. Ung thư đó, dù là nó đang ở đâu ở trong thân thể của quý vị. Nó có thể là ở trong máu huyết của quý vị, ở trong ngực của quý vị. Nó có thể ở trong thận của quý vị. Nó có thể ở trong gan của quý vị. Nó có thể nằm ở trong những cái mô của quý vị.
dù là nó đang ở đâu, tôi truyền lệnh cho chúng phải chấm dứt trong danh Đức Chúa Giêsu. Tôi truyền lệnh cho chúng nó phải chấm dứt trong danh Đức Chúa Giêsu. Hãy chấm dứt. Hãy chấm dứt. Hãy chấm dứt. Hãy chấm dứt. Người hỡi ung thư. Người hỡi ung thư. Hãy chấm dứt trong danh Đức Chúa Giêsu. Tôi truyền lệnh cho sự đau đớn đó phải rời khỏi quý vị trong danh Đức Chúa Giêsu. Mỗi một cái triệu chứng đi cùng với lại bệnh ung thư phải chấm dứt trong danh Đức Chúa Giêsu. Phải chấm dứt trong danh Đức Chúa Giêsu. Những triệu chứng đi cùng với ung thư phải chấm dứt trong danh Đức Chúa Giêsu. Dù là quý vị gọi cái sự đau đớn đó là gì, nó có thể là HIV, nó có thể là cao huyết áp, hãy mở miệng quý vị ra và bắt đầu truyền lệnh cho chúng phải chấm dứt. Truyền lệnh cho chúng phải chấm dứt. Phải truyền lệnh cho chúng phải chấm dứt. Truyền lệnh cho chúng phải chấm dứt. Cái sự đau đớn đó đi cùng với nó. Truyền lệnh cho nó phải chấm dứt. Espectadores, abran sus labios y oren. Cualquier síntoma asociado a la enfermedad, ya sea en su sangre, en sus riñones, cualquier nombre que tenga la enfermedad, ordénale que cese en el nombre de Jesús. Quel que soit les symptômes de cette maladie, que soit le cancer ou le sida, l'hypertension, ordonne à cette maladie de cesser. In the mighty name of Jesus. Trong danh quyền năng của Đức Chúa Giêsu. En el nombre de Jesús. Give thanks to God for your. Hãy dâng lời cảm tạ Chúa vì sự tự do của quý vị. Ngay bây giờ hãy nhớ đến đất nước của chúng ta. Bất cứ điều gì mà quý vị đang có như là một điểm tiếp xúc, hãy giơ nó lên. Xin Chúa ngài can thiệp. Xin Chúa ngài can thiệp. Xin Chúa can thiệp. Xin Chúa can thiệp. Xin Chúa ngài can thiệp. Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện nào. Hãy cầu nguyện nào. Hãy nhớ đến những lãnh đạo quốc gia của chúng ta. Cầu xin Chúa ngài cứu chuộc lãnh đạo quốc gia của chúng ta. Hãy cứu chuộc người lãnh đạo của chúng con, hỡi Chúa. Hãy cứu chuộc người lãnh đạo của chúng con, hỡi Chúa. Xin Đức Chúa Trời ngài can thiệp. 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 Cầu xin Chúa ngài cứu chuộc người lãnh đạo của chúng ta. Chúng con cùng nhau cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi muốn nghe quý vị một lần nữa. Một lần nữa và một lần nữa. Amen. Ngay bây giờ sự tự do của quý vị đã đến. Ngay bây giờ cái lối thoát dành cho quý vị đã đến. Hãy lắng nghe điều này. Bây giờ sự tự do của quý vị đã đến rồi. Bây giờ lối thoát dành cho quý vị đã đến. Bây giờ là thời điểm để dâng chính mình như là một ống dẫn cho Đức Chúa Trời. Dù là quý vị đang ở đâu ngay bây giờ, quý vị là một ống dẫn của Chúa. Hãy nói người bên cạnh rằng là dù là tôi đang ở đâu, có thể là ở Đông Tây Nam Bắc, tôi là một ống dẫn của Đức Chúa Giêsu Christ, một ống dẫn của sự sáng, ống dẫn của tình yêu thương, ống dẫn của sự tha thứ, ống dẫn của sự trung tín, ống dẫn của sự vâng lời. Hãy cúi đầu quý vị xuống. Đối với những ai vừa mới đến với Chúa và muốn dâng hiến chính mình cho Chúa, hãy nói theo tôi.
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến và cứ ở trong con. Xin hãy tẩy sạch con với dòng huyết quý báu của Ngài. Xin hãy khiến cho con trở nên một ống dẫn của Ngài, ống dẫn của tình yêu thương tại nơi có sự thù ghét. Xin hãy khiến cho con trở nên ống dẫn của Ngài, ống dẫn của sự trung tín tại nơi không có sự trung tín. Xin hãy khiến cho con trở nên ống dẫn của Ngài, ống dẫn của sự tha thứ tại nơi không có sự tha thứ. Xin hãy khiến cho con trở nên ống dẫn của Ngài, ống dẫn của sự thương xót ở tại nơi có tổn thương. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Ngài vì Ngài đã chết thay cho vị trí của con. Cảm ơn Chúa vì sự cứu rỗi của Ngài ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi muốn nghe quý vị nói Amen lớn hơn nữa. Amen. Amen. Xin nước Cha được đến, ý của Cha được nên, lối thoát dành cho quý vị đã đến rồi. Amen. Hãy nói người bên cạnh rằng là tôi là ống dẫn của Chúa, là một ống dẫn của Ngài. Tại nơi có sự thù ghét, tôi là ống dẫn của tình yêu thương. Nơi nào không có sự tha thứ, tội lỗi, tôi là ống dẫn của sự tha thứ. Tôi là ống dẫn của Chúa. Nơi nào có tình yêu thương, nơi đó có tình yêu của Chúa. Trong danh Đức Chúa Giêsu. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.